với phụ kiện như các bạn thay pin Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cái máy này rất là dễ thay, mình có thể mình làm nhà được. Cái màn hình con này là giá là 550, còn trường hợp mình chỉ bể kính thôi, mình thay ép kính lại là giá 350. Giá này là giá tham khảo bạn nha, khi nào các bạn cần thì liên hệ Zalo thì sẽ báo giá chính xác hơn. Anh chị nào mua pin qua ủng hộ em nha, mua đâu cũng vậy thôi à, người Sài Gòn ủng hộ người Sài Gòn. Mấy anh chị khác ở tỉnh khác ủng hộ em thì em cũng cảm ơn nhiều. Ngoài ra bên shop còn nhận xóa tài khoản MDM cho tất cả thiết bị cấp bộ, từ iPhone, iPad, MacBook cho đồng hồ luôn. Khách có thể reset store thoải mái ha. Tài khoản MDM là gì? Đó là tài khoản của bên thứ ba, họ cài vào máy khách để quản lý cái máy của bạn. Còn tại sao họ phải cài vô thì tự bạn biết. Nhận xóa ẩn iCloud, ẩn trả góp, nhận bypass full chức năng nghe gọi iOS 15-16 từ iPhone 6S cho đến iPhone X luôn. Sau này chắc có thể mở thêm được cái dòng series mới hơn thì khách có thể liên hệ sau. Ngoài ra bên mình còn nhiều dịch vụ phần mềm khác mà đảm bảo là khách chưa bao giờ nghe luôn. Vui lòng liên hệ số Zalo trên. Cảm ơn khách nha. Xin anh chị cho em nửa cái like để em có động lực ra video hay hơn.